Ông kia là ông ấy 30 năm bỏ Chúa, còn chị có bỏ Chúa không? Dạ không ạ, con là Maria Nguyễn Thị Thiệu, quê con ở thôn Hồng Nguyên, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây ạ. Hiện tại là con đang ở... Con đang ở đâu? Con đang ở Giáo xứ Bình Thuận ạ. Dạ, thưa cha là con bị bệnh ung thư là năm 2014. Nhưng mà con đã, chồng con là người ngoại đạo. Con cũng nhắn tin cho cha và con cũng kêu cậu chồng con là đi xin, thì xin Đức Mẹ rồi xuống cầu nguyện, rồi Đức Mẹ đã nhận lời và Chúa đã chữa lành cho con. Con đã đi khám, mỗi ngày con đi khám là con ghé vào đền Thánh Lucien. Bây giờ kết quả làm sao? Dạ kết quả là con đã được Chúa chữa lành, không bệnh ung thư, mà con tới ngày xạ trị mà con ung thư hay mà con không Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Có hai cái rồi à, rồi cùng bài đạo với lên đấy. Rồi chồng con sao? Chồng con là con đi cầu nguyện, chồng con là được quay trở lại với Chúa mà chúng con đã được làm phép cưới học cổ đồng hoàng. Rồi là con cũng tạ ơn Chúa là con đã được hết bệnh, căn bệnh ung thư, là Chúa đã quay trở lại với con, là Chúa ban cho con căn bệnh đó. Chúa quay trở lại với con hay con quay trở lại với Chúa? Cho em trả lời. Chúa quay trở lại với con hay con quay trở lại với Chúa? Con quay trở lại với Chúa. Hallelujah. Và chồng chị là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ con 44, chồng con 43 mà con là 44 tuổi ạ. Vâng, và chồng của chị đã được ơn quay trở về với Chúa sau 40 nhờ là thấy được Chúa chữa lành cho chị. Và nhờ đó mà chồng của chị tin vào Chúa và quay trở về với Chúa. Và hôm nay là chị dẫn thêm một người ngoại đạo. Đây là chị tên là gì? Con tên là Nguyễn Thị Hương. Nguyễn Thị Thùy Hương, nay chị bao nhiêu tuổi? 53 tuổi. 53 tuổi, chị đạo đạo gì? Là Maria Nguyễn Thị Hương. Chị đạo gì chứ đạo Maria Nguyễn Thị Thùy Hương? Đạo gì? Đạo Công giáo. Đạo Công giáo, nhưng mà chị có đã có Chúa không? Dạ có. Và chị bỏ Chúa bao nhiêu năm? 30 năm rồi. Chị với ông kia bắt tay nhau là vừa đấy. Và ông kia 30, còn chị 30. 30 với 30 chẳng kém gì nhau. Rồi sau 30 năm bỏ Chúa, nhờ đâu mà chị được ơn quay trở về với Chúa? Con làm ăn thất bại nhiều năm lắm. Đó bắt đầu là tháng 10 năm ngoái vừa rồi nè, con đi nhà thờ lại, rồi không thấy con làm ăn được. Mà cách đây nửa tháng là chồng con bị tai biến máu lên não. Thế là con đi viện, con bảo mổ. Thế là hai mẹ con cũng cầu nguyện từ lúc 3 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Thế là 2 giờ sáng bác sĩ nói chứ giờ nộp tiền mổ. Con nói trời ơi, về nhà đâu có tiền đâu. Ở Sài Gòn con bán hết 3 căn nhà luôn á, con không có tiền. Thế là cầu nguyện biết đến khoảng 2 giờ sáng. Thế là khoảng 9 giờ sáng bác sĩ nói thôi ông này không mổ, vì là máu nó tàn hết rồi. Thế hai mẹ con mừng quá để nói gia đình mà cầu xin Chúa. Hai mẹ con mà cảm ơn Chúa vì cho vợ chồng con không có máu trên áo nữa. Con tin về Chúa. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho hai vợ chồng chị cái máy 365 bài giảng. Chồng chị có đạo không? Dạ có ạ. Rồi chồng chị có bỏ đạo không? Chồng con không theo đạo. Chồng chị có đạo mà không theo đạo là sao? Hả? Con nó không có đạo con. À, không có đạo là chị có đạo, mà chị 30 năm có đạo cũng như không. Đạo là đạo mà. Bây giờ con đã quay lại với Chúa chưa? Dạ, con thì quay lại với Chúa rồi. Rồi đây tặng cho chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi, mời hai vợ chồng lên đây luôn đi anh ấy, anh Hiếu. Mời hai vợ chồng.